Thế là Em full này. cũng học ở đây nhá, nhưng đầu tiên ở đây là học ở chỗ này sẽ có khoảng 1:1 hoặc là 1:4 học. Đấy. Chỗ này thì đây là slide giáo trình của đây. Nó soạn là giáo trình Chí nó sẽ ơi, hiện ra là chí sâu cái chí ơi. Em nghe dạ. được không? Vâng ạ, em nghe. Chú Tại sâu vì em không có headphone anh cái đợi màn em hình tí. slide lên ấy, những cái tài liệu lên trên màn hình ấy. Nghĩa là anh đang demo cho cậu em, cậu ấy biết là cái chức năng, cái khóa học online của mình nó như thế nào ấy, trên cái tài khoản của mình ấy. Thì em show lại tất cả những cái giải thích cho hộ anh cái tất cả những cái chức năng của cái này của mình. Ok. Nghe được Vâng ạ, chưa? ok, thế để em trao đổi nha. Em nghe Đấy. thấy rồi ạ. Đấy. Đầu tiên là mình có thể là có slide này. Đấy, ví dụ như mình có thể điều khiển slide thì học viên họ sẽ nhìn thấy luôn. Ví dụ như là em đang ở quyền giảng viên thì chỉ có giảng viên thì mới có thể là điều khiển slide cái thứ được. Này em điện điều khiển slide mọi người có thấy không ạ? Đúng rồi, anh thấy rồi. Đấy, tức là Đấy, thì ví dụ như là ví dụ em muốn nốt hay là vẽ cái gì ở trên này ấy, thì có cái công cụ ở bên góc trái ấy, thì em có thể vẽ được. Đấy, mọi người có nhìn thấy em vẽ không? Đấy, ví dụ như chỉ như này chẳng hạn, đấy thì mọi người sẽ nhìn thấy. Đấy, việc đấy. vẽ viết như nào đấy thì mọi người sẽ nhìn thấy đúng không ạ? Mọi người nhìn thấy Ok em vẽ trên mình rồi, không? có Thì đấy là đây, ví dụ như là học viên khi mà muốn phát biểu ấy, đầu tiên là mình sẽ tắt hết tất cả mic của học viên đi, cho ai phát biểu thì người đấy mới được phát biểu thôi. Và nó có một cái nút là nút giơ tay bảng ấy, ở bên góc trái ấy, mọi người nhìn thấy không ạ? Đây là ví dụ em giơ tay mọi người sẽ nhìn thấy này. nghe nào học viên của em muốn phát Đấy biểu ấy, thì các bạn sẽ kích vào đây là thì đúng các rồi, con sẽ thể hiện thì họ tín hiệu đúng rồi, họ bảo sẽ là giơ phát tay biểu. lên thì giảng viên họ sẽ nhìn thấy. Đấy, còn đầu tiên là họ giảng viên họ sẽ tắt hết mic của học viên đi, tức là học viên họ sẽ không 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 nói chuyện, chỉ có giảng viên là người là điều khiển cái lớp học này thôi. Đấy là đầu tiên là cái slide nhé. Còn nếu mà muốn chat các thứ thì có thể chat các thứ ở đây được. Đấy, là học viên chat riêng hoặc chat chung, rồi có thể chat riêng với học viên đấy hoặc là chat chung tất cả mọi người. Để giáo viên thì có thể Đấy, chat và có thể là riêng với như học viên hoặc là chat chung với cả lớp. đúng rồi đúng rồi. Đây, ví dụ như em có một cái video em phát cho mọi người cùng 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 xem, ví dụ như có một cái video về về bài giảng gì đấy chẳng hạn, Chụp này lại thì em em sẽ phải giải thích cho cái đội ở nhà nữa. Không, nếu một buổi nào đấy, ví ấy dụ như mà em em phát video là mọi người đã cùng xem. em phát được cái video Mọi người thấy video không ạ? có cái này thì bao nhiêu người coi là bao nhiêu người join vào được hệ thống em Đấy, thì dạ sao cùng một lúc thì bao nhiêu người join được vào hệ thống? à, cái lớp này thì bọn em nghiên nghiên cứu mô hình sư phạm thì chỉ dạy được 1:6 thì là tốt nhất về cái chuyện sư phạm được, còn nhiều quá thì nó rất là khó thì dạy. Còn nếu đấy ví dụ là như một anh muốn lớp, chứ dạy còn về trong hệ kiểu lớp thống một ấy thì nhiều ấy, là nói là có thể là em có thể cho lên được 20 người được và một lúc được, nhưng mà ý là để về để đảm bảo chất vâng lượng sư phạm thì chỉ để 6 người tối đa thôi, chứ còn về mặt hệ đúng thống rồi, ấy là 20 người đấy là mắc vào ở 20 địa điểm khác vậy nhau đó. mới có thể vào Đúng rồi. được. Nghe là bạn ấy muốn À, hỏi là nếu tối mà đa theo là kiểu là bao nhiêu người vào mà cái hệ thống mình dõi tối đa được bao nhiêu người. nếu mà học tốt thì cứ khoảng 20 ạ. Còn nếu mà ví dụ như anh muốn theo kiểu là chỉ có phát theo kiểu phát live không ấy, tức là chỉ có phát theo kiểu như kiểu Facebook live không ấy, thì nó không giới hạn được rất là nhiều, thì mình tăng server các thứ là được. Đó, kiểu như live trên Facebook thì là không giới hạn. Đấy. Còn Còn để tương còn tác cái như này này, nếu tương thì tác qua lại là tương 20 tác người. qua lại thì khoảng 20 người là ok. Đó. Nhưng mà như thế thì nó rất là khó đấy, nó rất là Kiểu loạn những đấy, người này vì phát với biểu cái như thế thời gian nào học. ấy, kiểu như thế. Đúng Kiểu rồi, thời mình gian có thể học nó học sẽ phát bị kéo biểu dài là ra. mình sẽ lọc âm hay như thế nào đúng không? Không phải lọc âm mà vấn đề bây giờ nhá, như là em bây giờ anh giải thích nhá, những cái chức năng của cái này là bao gồm cái này. Thứ nhất là mình dạy vẫn bình thường đúng không? Là bạn ấy đang giống như là bạn ấy đang bài giảng của bạn ấy, bạn ấy dạy được chưa? Thì tất cả ngoài cái đấy thì ra show được tài liệu slide cái thứ trên này hoặc là ví dụ như đoạn video trên này chẳng hạn là hoàn toàn show được. Ở đây có những cái chức năng ví dụ như là học viên muốn phát biểu chẳng hạn thì học viên vươn tay Xem phát biểu. màn hình là đúng Chat được. tương tác giữa học viên với học viên, giữa học viên với giáo viên riêng đấy hoặc là với chung cả lớp là đều ok trên một cái nền tảng này hết. Thế nhưng vấn đề là nếu mà chỉ live stream không ấy, dạy không giống như em đang dạy trên Facebook bây giờ ấy, thì nó không giới hạn, nó sẽ giống như Facebook. Thế nhưng vấn đề câu chuyện là để mà tất cả những chức năng mà tương tác kiểu như này thì nên khoảng một lớp 20 người đổ xuống thì nó sẽ đảm bảo hiệu quả. 20 người trở xuống ấy. Dầm bên anh hiện tại xây dựng chỉ là tối đa là 16.
test thì lên đến được là 20 người. Nghe được không? Mạng hơi chậm. Alo. Cái này có dùng ví dụ như là học qua điện thoại là cũng ok được. Đúng không? Được. Được, đây đi học qua điện thoại là vào cái phần Eruda này em này. Học viên web được hoặc là vào cho, phải cho. Có cả app học. Học điện thoại thì tốt hơn đấy nhé. Học điện thoại thì tốt hơn đúng không? Học điện thoại thì tốt hơn. Vâng ạ, học điện thoại tốt hơn. Ở đây nó ngoài ra nó còn một số chức năng như là chia sẻ tài liệu hoặc là chia sẻ màn hình của giảng viên nữa. Có thể. Mọi người có muốn demo luôn không? Ờ, chú cứ thử cho Valen cho tôi bạn đi xem tất cả nào. Đây, ví dụ em chia sẻ một cái cơ sở màn hình của em này. Đây, chia sẻ. Mọi người nhìn thấy không? Chia sẻ cái gì đấy? Đấy, chia sẻ màn hình của em, bật to cái góc dưới lên là nó sẽ to. Cái màn hình của em thôi ạ. Cái màn hình làm việc của em thôi. Chia sẻ màn hình ấy, mình muốn sâu cái gì thì có thể chia sẻ màn hình. Mọi người bật to cái góc màn hình ở dưới đây thì... Đúng rồi, đấy, kiểu như thế ạ. Đấy là chia sẻ màn hình. Có một cái gì đấy, tài liệu gì đấy chẳng hạn. Cho các bạn đi xem ấy. Thì cô muốn chia sẻ cái màn hình của cô lên thì cũng có thể chia sẻ được. Đúng rồi. Rồi, đấy còn cái... Còn một cái nữa là ví dụ như là em muốn theo kiểu là chia sẻ tài liệu giáo trình ấy thì em cũng thể up lên và mọi người có thể download được. Ừ. Chú up thử nào. Đây để em thử. Mình xong tí chia sẻ thêm những cái tiện ích về cái việc mà quản lý học viên này em này, cái quản lý để cho giáo viên người ta quản lý lớp như thế nào ấy. 12 nữa là học viên nhắc học viên mê bài tập các thứ thế nào. Vâng. Đầu tiên đang up cái tài liệu lên, nếu mà mọi người sẽ kích vào cái chỗ trình đơn chia sẻ thì sẽ thấy cái tài liệu nó lên thành công rồi. App này của mình hiện tại là chưa có trong iPhone đúng không? Đúng rồi, nghĩa là anh vừa gọi hôm nay mới lên rồi đấy. Hôm nay mới để lên. Hôm nay mới để lên à? Vâng. Tất cả cái này đều là máy Eruda. Vấn đề với cái tài khoản của Apple. Chứ dạ. Tất cả là đều là Eruda.vn đúng không? Cái Eruda 9 này là cái gì nhỉ? À, cái đấy thì học trực tuyến ạ, nhưng mà sắp tới thì em sẽ tích hợp vào một app thôi chứ không dùng hai app nữa. Tức là một app để học online video, một app học trực tuyến ấy. Nhưng mà bây giờ thì sẽ tích hợp vào một luôn. Ok, khi mà nó cho lên rồi thì mình cứ download và sử dụng cách free ạ, thời gian đầu. Download cái gì em? Download cái app này về. App này thì là học viên của em. Chỉ là học viên thôi. Cái học viên như là bây giờ nhá, như nào vào chương trình này học có hai cái, một là website trên máy tính này, dùng web. Hay là nếu mà dùng em dùng điện thoại thì em vào dùng app này. Thì tất cả này đều có cái tài khoản hết trên tài khoản đây nhá. Quay tài khoản đây phải đăng nhập tài khoản thì họ cần phải kích hoạt thì mới học được nhỉ. Đấy. Giống như kiểu như là anh Hoàng Anh vừa kích vào cái chỗ vào lớp ấy thì không phải là học viên nào cũng có cái khoa đấy thì phải đăng ký phải kích hoạt, mình tạo trên hệ thống quản trị của mình ấy thì họ mới học được. Nghe mình nghĩ là vấn đề là em đang về thoải mái nhưng vấn đề em mà muốn đi vào lớp học này thì là em phải có tài khoản và em vào tài khoản đấy và em đăng ký lớp học đấy thì em kích vào lớp học trực tuyến. Tài khoản mình tự lập không? Tài khoản là bên nghĩa là học viên có thể tự lập nghĩa bên cái tài khoản đấy, xong thì mình mua vào trong khóa học cái tài khoản em vào đấy mua em trả tiền. Được chưa? Đấy thì trong cái lớp học trực tuyến nó như vậy, nó có một vài chức năng như vậy. Ngoài ra cần có tắt bật mic camera các thứ. Ví dụ em tắt mic của em, tắt camera của em là mọi người sẽ không nhìn thấy đúng không? Ờ đúng rồi. Đấy, thì em bật lên người lại nhìn thấy. Thì đấy là một số cái chức năng thôi. Em vào phần giáo viên em... Em tắt mic của anh thì em cũng không nói được. Chị ơi. Dạ. Em chia sẻ cho bạn ấy cái tài khoản của giáo viên ấy, ví dụ giáo viên muốn quản lý lớp hôm nay có ai đi học hay ai không đi học hay như nào, các bạn làm bài tập không làm bài tập các thứ thì phần đấy là phần quản của giáo viên đúng không?
này thì như bây giờ em gửi mọi người cái tài khoản giáo viên cho mọi người vào nhé, xong rồi có gì em nói dễ nhé. Không thì bây giờ em xong màn hình luôn đây này. Xong màn hình, xong màn hình luôn tài khoản của em ấy. Xong xong màn hình luôn em nói rồi đúng không? À, quên mất em tắt mic của anh rồi. Để anh mình nói lại đi ạ. Vừa tắt mic thì em không nghe anh nói ý gì. Là bây giờ em cứ demo luôn, em show màn hình lên đây này, show màn hình lên cái livestream này luôn này, cho bọn anh nhìn thấy thế là được. Em cứ dùng tài khoản quản lý của em ấy, em xem màn hình ra đi. Được, cũng được. Đấy kiểu như thế. Em đỡ phải đăng nhập ra vào nữa. Rồi đấy, em cứ demo đi, thôi bọn anh coi như nhìn luôn cái này. Mọi người nhìn thấy chưa? Nhìn thấy rồi. Nhìn thấy chưa? Có nhìn thấy cái tài khoản của giảng viên không? Rồi, đang nhìn thấy đây. Nhưng mà làm thế nào cho nó to ra hết được đây full màn hình được không? Ví dụ như đây là lịch. Nó có cho to ra full màn hình được hết không? Hay là chỉ đến thế này là hết cỡ rồi? Kiểu như là ở giữa ấy. Cái này anh xem của anh bật, anh kích vào cái phần, nó có cái phần bật to ấy. Anh xem ở bên góc dưới là có phần bật full màn hình lên, anh bật to lên giúp em đấy, thì anh nhìn thấy dễ hơn. Còn bây của giờ em thì nó chỉ đặt to giữa đến thế thôi. Ừ, khung giữa thôi chứ nó không hiện ra được hết toàn bộ màn hình. Thử cái này. Cái này lại thu lại. Đấy. Nó chỉ kiểu như là nó chỉ vào đúng cái khung giữa ấy, hiểu không? Khung giữa mình nói đấy thôi chứ nó không không được toàn bộ cái màn hình máy tính. Anh đẩy cái phần kia được không ạ? Anh có thể đẩy cái phần cái thanh người dùng ấy. Đó, đẩy nó vào như thế nào? Đẩy được không? Đẩy cái thanh đấy vào kiểu gì? Để anh kích vào giúp em đúp vào cái chỗ danh sách người dùng ở bên trên ấy, đây này. À rồi, nó to ra rồi. Đấy, anh kích lại rồi. Rồi, nó to đấy, rồi. Thì anh thấy nó to hơn chưa? Rồi. Ok, đây là đây thì đây là lịch trình. Đầu tiên là chức năng là các alo. Đó, thì đầu tiên là cái chức năng là lớp học trực tuyến này. Đấy thì nó sẽ có là các lớp của giảng viên. Đấy, đây hiện tại nó hiện lên lớp nào thì nó sẽ có các lớp ở đây. Còn lịch dạy của học viên thì nó sẽ ở đây, ở trên này. Đấy, nên nó sẽ hiển thị lên từ thứ mấy các lịch dạy như thế nào thì nó hiển thị hết ở đây trong tháng. Đấy. Ví dụ như muốn xin nghỉ dạy thì có thể vào đây để viết đơn xin nghỉ. Rồi, đây là quản lý lớp xem lịch sử dạy của mình, đúng mình đã dạy những buổi nào, quản lý như thế nào. Trực tuyến. Dạ. Đây là quản lý lớp trực tuyến đấy. Đấy. Ví dụ như lịch sử giảng dạy của giảng học viên dạy như nào để mình có thể xem được là ok tính phí dạy thứ như nào là cũng xem được luôn. Đấy, chỗ này có một cái nữa là chấm thi, tức là học viên họ sẽ làm những bài tập bài thi ấy, thì đây học viên có bài ở đây thì nó sẽ chấm được. Đấy, hiện tại đây giảng viên này không có bài thi nào hết, không hiện. Đấy, ví dụ như kết quả bài tập các thứ của học viên họ học xong ấy, thì mình cũng thể xem mình chấm điểm ở đây. Đấy, còn đây là danh sách các chương trình của giảng viên đấy họ xây dựng này, các câu hỏi này giảng viên có thể thêm các câu hỏi bài test các thứ vào đấy. Thêm các kiểu như là các cái đề thi các thứ đấy thì có thể thêm vào đấy, thì nó cũng một số chức năng chính của giảng viên như vậy thôi. Để chú ý nhé, như là giáo viên này có những cái lớp nào mà bạn ấy bị em đã xếp lịch cho các bạn ấy thì nó sẽ tự động điều vào hệ thống. Bạn ấy khi vào tài khoản của bạn ấy là bạn ấy biết được lịch của bạn ấy là sẽ có những ngày nào bạn ấy phải dạy. Và nếu mà ngày nào bạn ấy muốn xin nghỉ thì bạn ấy sẽ biết được xin nghỉ vào đấy. Thì mình quản lý hệ thống hết tất cả như thế. Còn ông muốn làm tài liệu là để muốn cho học viên, share cho học viên chẳng hạn, thì bạn ông ấy tự làm, ông ấy tự update thôi. Không vấn đề gì cả. Vâng. Đấy thì giảng viên là một số chức năng cơ bản như vậy. Giống như một trung tâm offline bình thường nhé. Đấy nói thế em hiểu như là quản lý một cái lớp offline như thế nào thì giáo viên sẽ có tất cả những cái chức năng. À, chị tiện thể show luôn đi cái phần làm bài test của ấy đã cho hết các ấy chưa, rồi phần học video ấy. Cái này tăng gói mạng lên cho nhiều hơn nhỉ? Chưa. Ở dưới kia thì cũng yếu đúng không? Nhưng vấn đề là alo nghe được chưa chị ơi? Em nghe được ạ?
Ý là em làm luôn cái phần học khóa học online của mình ấy, show luôn cái phần bài tập các thứ ra cho anh xem ấy, làm bài tập tất cả các thứ cho bạn ấy xem luôn. Tức là làm bài tập các bài tập tiếng Nhật ấy, xong rồi mình test đấy, coi như các khóa học online ví dụ như là N4 chẳng hạn. Xong rồi phần trước anh bảo là update sau phần bài test lên đúng không? Phần bài test đấy, cả bài test từ vựng ngữ pháp và đọc cai ấy thì mình đã up hết theo cái tài liệu dữ liệu của anh gửi lên chưa? Đấy thì sâu cái đấy ra nốt. Các bài test ấy ra nữa. Đây điểm sâu luôn. Thôi ví dụ như là học viên chỉ học theo cái online đấy thì làm sao để biết được đánh giá kết quả điểm của bạn ấy như thế nào các thứ chẳng hạn. Mấy sau mình phải thuê một người Nhật đến. Mọi người nhìn thấy cái đấy quen. Nghĩa là phải thuê một người Nhật đến làm cả một buổi. Mọi người nhìn thấy hả lượng. Mọi người nhìn thấy màn hình của em chưa? Rồi. Alo. Rồi. Ok, đấy nhá, thì em với lớp N5 chẳng hạn, được chưa? Thì đây đi, đến N4 đi, em thì cho được. Ở đây nó sẽ có các chuyện bài. N4 đi. Ok. Đây là phần khóa học N4 mình theo các rồi, cái bài coi như mình nó học sẽ xong có thôi đến cái phần các cái bài test. Đây bài test sau mỗi cái bài đấy thì mình sẽ click vào để mình làm. Rồi. Mình chọn các cái đáp án. Để mình làm. Rồi em cứ tích thử cái đây là phần đã check từ vựng đúng không? Đấy, trong số hình sau một bài. Đấy, thì là fail test các thứ ở đây, trả lời đúng bao nhiêu phần trăm. Nó sâu các cái đáp án đúng ở dưới. Đó, xem là cho người ta biết được là đúng là đúng là nó sai. Rồi, bây giờ phần, đây mới chỉ là một đấy, sau đó sẽ có câu thôi. Thế phần tiếp, phần ngữ pháp và phần đọc hiểu đâu? Hôm trước phần ngữ pháp và đọc hiểu của anh mà anh cũng có trong những cái đấy nữa, anh up lên chưa? Ngữ pháp thì ở bên dưới. Đọc hiểu, thử xem đọc hiểu. Pháp em chưa up đầy đủ phần đọc hiểu đâu. Chưa full đầy đủ đọc hiểu được. Ngữ pháp thì ok rồi nhanh. Đọc hiểu có được bài nào chưa? Ngữ pháp thì đầy đủ rồi nhưng mà đọc hiểu. Đọc hiểu chưa được lên hết thôi. Thì chưa đẩy được. Ở thế đẩy cái phần bài này cuối thì đẩy. Đấy, đấy coi như xong mỗi bài là đều có phần bài test và tự động hết. Giáo viên có thể thêm được cái phần nội dung chữa bài không? Bây giờ nhá, tức là mai sau mình có thể update lại thôi. Update tức là phải là một thời gian thôi, mình update lại tổng thể chứ không thể là làm kiểu làm lắt nhắt thì nó hơi mất thời gian của mình thôi. Mình vẫn có thể làm được nhưng mà nó kiểu còn đấy, còn đây là học online thì cứ tự động học như thế đó. Sẽ không có giống tốt nhất là 6 người. Đúng không? Hoạt động tốt nhất là học trực tuyến thì là 6 người. Tóm lại bây giờ mình chia ra hai phần, một là học video, hai là học trực tuyến. Đấy, trực tuyến thì là tốt nhất là 6 người. Thì 6 bạn sẽ hiện ở đây. Nếu như mà mình mở rộng cái gói lên thì chắc là được 10 người nhỉ? Mở được nhưng mà nó sẽ không đảm bảo chất lượng. Các bạn học sẽ cảm thấy không được tương tác với giáo viên nhiều. Cái này bây giờ em muốn cho cái đội ngũ giáo viên của em vào test trước thì mình cần phải có cái tài khoản gì không hay là cứ download cái app về trước? Test là sao? Em muốn dạy thử á? Không phải là bây giờ này em có đội ngũ giáo viên và học viên đúng không? Mà học viên thì chưa cho vào buổi. Và em sẽ cho giáo viên vào trước và để giới thiệu cho người ta biết là mình có cái chương trình, là mình có cái web này, mình có các cái kênh như này. Như này anh ơi, khi mà vào hệ thống thì bên em có một cái phần gọi là training giảng viên nhá. Tức là từng giảng viên sẽ được training đầy đủ các cái công cụ này, có video hướng dẫn, có slide các thứ để training cho họ biết cách để sử dụng. Em có video không? Có video. Em gửi cho anh cái link video đấy trên YouTube chẳng hạn, kiểu như thế. Video. Thì ví dụ như bọn anh gửi cái link đấy cho em xem, hoặc là đây anh đang quay màn hình cái này đây, anh xuất cho em gửi cho em cái này là xong, kiểu như thế. Không có video hướng dẫn em quay được, có cả tiếng Nhật luôn. Đấy thì gửi cái video hướng dẫn đấy kiểu như thế, thế là xem xong. Hoặc là cái em vừa quay màn hình đây này, xong. Là 4 không đi đâu, không đào đâu, không đào đâu.
Ok, thế thôi bây giờ đến tầm trưa nhá, anh cho em cái số của cái chị điện thoại bên người Nhật kia luôn nhá, xong rồi cái Lam nó gọi điện luôn nhá. Tầm trưa ấy 12 giờ thì mình cứ gọi chủ động mình gọi thôi. Hôm qua anh nói chuyện thì nó ok hết về vấn đề quay demo hết rồi đấy, thì tí bảo để chủ động làm cho em. Chắc nó chưa gì trả lời, chắc là nó bận. Nó làm bận lắm, ban ngày nó vẫn đi làm bình thường mà, không đi Nhật đấy. Thì nhiều khi nó phải xem của bạn tài liệu về. Có video hướng dẫn rồi. Cho nên chắc là chưa làm đâu, app thì mới làm. App thì mới năm nay mới làm. Anh bảo là có video rồi đấy. Thì em muốn cho các giáo viên của bên em là vào test trước, là vào thực hành trước, thực hành thử. Thực hành phải có tài khoản. Đúng rồi. Thì là nếu như mà ấy thì là. Không, nhưng mà một cái buổi nào đấy mà em giáo viên em đấy thì bọn anh sẽ cũng đây này các bạn, tại anh tạo tài khoản cho bạn đi, bạn đi vào mình trực tuyến này xong thì anh giải thích luôn trong một thể. Chị ơi, có cái tài liệu hay có video hướng dẫn về hệ thống mình chưa nhỉ? Có. Có rồi. Ok, thứ hai là ok, em thì em rất là ưng về cái phương pháp mà học như thế này, nó tích hợp cả Facebook cả Line luôn ý, thì rất là dễ cho việc mất không mất thời gian quản lý nữa. Về cái bài toán kinh tế thì anh tính như là cái này thì quan trọng nhất là vấn đề là mình hợp tác nhau như thế nào. Anh đơn thuần để cung cấp hệ thống này cho bọn em hay là anh em mình hợp tác hay như nào đấy, thì nó sẽ dựa trên cái vấn đề đấy. Ô chị ơi, em có ghi lại cái số của chị kia luôn nhá. Dạ vâng. Okay. Cái này bọn anh không phải là chỉ cho hệ thống cá nhân không, hệ thống cái này phải làm bớt nhiều cái khác. 090 144 khi mà có đội ngũ vào rồi thì em nghĩ là 5755 em đúng là em đang bị bí cái này 5755 đấy, thì bảo 12 giờ thì gọi bảo cái Lam vừa gọi trực tiếp luôn cho bà ấy. Không, 12 là vấn đề này, cái này. Ok thế nhá. Ok thì đấy thì cứ tối hướng dẫn nó cũng được, tối chắc nó 7 giờ nó về nhà thì coi như là từ 7 giờ làm fix giờ như thế. Ok thế fix nhá, bye bye nhá, ao nhá. Ok bye anh. Thank you chú nhá. Ao đi nhờ, tắt ở đâu nhờ, thoát phòng à? Người ta thôi sự chuyên nghiệp thì học viên người ta vào học người ta cũng nhận định là ok, đây này nó đàng hoàng.